Vinyl Sài Gòn xin chào các bạn. Thì trên tay mình đây đang là chiếc Bluetooth receiver kim luôn USB DAC mới nhất đến từ FIO, đó chính là FIO BTR7. Đó, thì mình sẽ nhìn sơ qua thiết kế một chút ha. Thì FIO BTR7 có cái ngôn ngữ thiết kế chung gần giống như là những cái máy nghe nhạc cao cấp khác của FIO, ví dụ như là FIO M17 ha. Đó, thì ở bên hông các bạn sẽ thấy có những cái nút chức năng như là nút nguồn nè, ở trên này là micro nè, nút nguồn nè, nút bearing nè, nút tăng giảm âm lượng nè, và một cái công tắc khi mà các bạn sử dụng để làm USB DAC á, thì các bạn có thể tắt hoặc mở cái chế độ sạc này để mà FIO BTR7 không có tiêu thụ cái năng lượng đến từ cái thiết bị gốc của bạn như là PC, laptop hay là điện thoại di động. Đó. Rồi ở mặt còn lại thì sẽ trống trơn không có gì hết. Ở phía dưới sẽ là một cái input USB-C, thì cái này sẽ là vừa sạc vừa tiếp nhận thông tin luôn. Đấy, ở trên này sẽ là có hai cổng, đó là một cổng 3.5 và một cổng 3x4.4. Đó. Và ở phía trước chúng ta sẽ có một cái màn hình màu với cái kích thước là 1.3 inch. Thì nếu như mà các bạn tắt đi á, thì nó sẽ liền một khối luôn, và nó rất phải nhìn thật là kỹ mới có thể biết được này có cái màn hình ở phía trước. Mặt hoàn thiện ở phía sau cũng sẽ là mặt kính với các cái thông số của hãng, giống như là sử dụng chip THX nè, giải mã được MQA nè, đạt chuẩn Hi-Res Audio và Hi-Res Audio Wireless. Thì nói qua một chút về cái cấu hình bên trong, thì FIO BTR7 được trang bị tới hai chip DAC ES9219C với lại hai cái amplifier của THX3A28. Ngoài ra thì còn được trang bị thêm chip XMOS XUF 208, thì giải mã được BCM 384 kHz nè, DSD 256 nè, với lại MQA 8X luôn. Đó là những cái khi mà giải mã được ở cái chế độ USB DAC ha. Còn ở không dây á, thì BTR7 hình hầu như là có thể giải mã được tất cả những cái chuẩn không dây, những cái chuẩn codec không dây hiện tại như là AAC cho tới mới nhất là aptX HD hay là aptX Adaptive. Cái dung lượng pin của BTR7 là 880 mAh. Thì cái này nó sẽ, cái thời gian sử dụng thì sẽ phụ thuộc nhiều vô cái mục đích sử dụng của các bạn. Nhưng mà nếu mà để mà nói đây là một cái thiết bị di động thì mình tự tin có thể đảm bảo được là nó sẽ, cái thời gian phục vụ của nó sẽ đủ đối với các bạn thôi. Cái phụ kiện ở bên trong hộp của BTR7 sẽ bao gồm một cái dây sạc USB-C nè, với lại một cái sợi C2C để các bạn có thể tận dụng làm USB DAC ha. Hoặc là nếu mà các bạn muốn sử dụng với iPhone á, thì các bạn phải mua thêm một cái sợi chuyển từ Lightning sang USB-C để các bạn sử dụng ha. Ngoài hai cái sợi dây phụ kiện kia ra, thì các bạn còn đi kèm một cái bao bảo vệ rất là xịn luôn. Đó, đây là cái bao mình nghĩ nó là giả da thôi. Đấy, gắn vào rất là dễ dàng và rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn, các bạn thấy này. Cái độ hoàn thiện rất cao, kiểu giống như là FIO hình như hầu như là luôn chăm chút vô những cái phụ kiện của mình, chứ không có kiểu tặng cho có đâu. Đó, thay vì làm một cái kẹp bằng nhựa như là những cái FIO BTR3 hay là BTR5, thì bây giờ các bạn được tặng hẳn luôn một chiếc bao da luôn. Đây, rất là tuyệt vời, và giá cũng cực kỳ bất ngờ luôn cho một chiếc Bluetooth receiver nè, kim luôn USB DAC với lại hai chip DAC ở bên trong, đó là 4.999.000 đồng. Thì sản phẩm hiện đang có sẵn tại showroom của mình ở 6B Đinh Bộ Lĩnh, phường 24 quận Bình Thạnh. Các bạn có thể ghé tham quan và trải nghiệm thêm ha. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha. Xin chào tạm biệt.